Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Cách chọn tuổi xông nhà năm 2020 cho người tuổi Tỵ giúp gia chủ phát tài thoát lộc. Xông đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi xông đất tốt cho nhà mình sau đây. Từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người xông đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người xông đất hợp tuổi của mình nhất. Thì chúng ta biết rằng là chọn tuổi xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, sợi lợi, thành đạt. Thì đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày, xông nhà và cái tuổi của gia chủ. Trong các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xông nhà năm 2020 hợp với năm và ngày xông nhà. Tuy nhiên thì đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thì người xông nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy mà chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các cái tuổi tốt xông nhà hợp với năm mới, ngày xông nhà mùng 1 và mùng 6 Tết và từng tuổi gia chủ để bạn dễ tra cứu. Và chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt ở trên cái mức trung bình cho hai cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 để các bạn được một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Và này, riêng về tuổi gia chủ thì chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu như can, chi, xung khắc là được. Mặt khác thì chỉ cần người xông đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi. Nếu được đủ các cái yếu tố trên thì lại càng tốt nữa. Thứ nhất là đối với những ngày mùng 1 Tết năm 2020 thì người tuổi Tỵ nên chọn những người tuổi tốt và tuổi khá như sau để xông nhà. Thứ nhất là đối với tuổi khá thì gồm có Đinh Mão, Đinh Tỵ, Mậu Tý, Mậu Dần, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Canh Tý, Canh Dần, kiêm các tuổi của hàng can là Giáp, Bính, Tân, Quý, Vàng, Chi là Ngọ và Dậu. Còn đối với những cái tuổi tốt để phù hợp xông nhà cho người tuổi Tỵ trong năm 2020 và trong cái ngày mùng 1 này thì gồm có là Nhâm Dần, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Canh Tuất, Nhâm Tý, Ất Mão, Kỷ Mùi, Canh Thân, Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Nhâm Thân, Ất Hợi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất và Kỷ Hợi. Trong đó thì các cái tuổi như là Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Sửu 1985, Nhâm Thân 1992, Ất Hợi 1995, Nhâm Thìn 2012 và 1952, rồi Ất Mùi 1955, rồi 2015 là tốt nhất vì những cái tuổi này được cả can và chi. Còn đối với ngày mùng 6 Tết năm 2020 thì tuổi Tỵ nên chọn những tuổi tốt và tuổi khá như sau đến để xông nhà. Thứ nhất là các cái tuổi khá là gồm có Canh Tý, Canh Tuất, Nhâm Tý, Nhâm Tuất, Tân Mão, Tân Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi, rồi Quý Mão, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi, kiêm các tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Mậu và các cái chi là Ngọ và Dần. Còn đối với cái ngày này thì có những cái tuổi tốt như sau, nên là Tân Sửu, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Canh Thân, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Ất Hợi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Tân Tỵ, rồi Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Ất Mùi và Đinh Dậu. Trong đó những cái tuổi như là Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từng tuổi Tỵ xem là trong năm 2020 này tuổi nào sẽ phù hợp đến xông nhà cho người tuổi Tỵ là tốt nhất. Thứ nhất là đối với tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, Ất khắc Kỷ, Tân và hợp với Canh. Như vậy cái tuổi hợp đây là Canh Tý, Canh Dần, Canh Thìn, Canh Ngọ, Canh Thân, Canh Tuất,
Giáp thân, Bính thân, Mậu thân, Canh thân, Nhâm thân, Ất dậu, Đinh dậu, Quý dậu, rồi Ất sửu, Đinh sửu, Quý sửu. Thứ hai là tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, Đinh khắc tân, Quý và hợp với Nhâm. Nguyện cái tuổi hợp đây là Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm thân, Nhâm Tuất, Giáp thân, Bính thân, Mậu thân, Canh thân, rồi Nhâm thân, Ất dậu, Đinh dậu, rồi Kỷ dậu, Ất sửu, Đinh sửu, rồi Kỷ sửu. Thứ ba là Kỷ Tỵ sinh năm 1989, Kỷ khắc Ất, Quý và hợp với Giáp. Nguyện tuổi hợp đây là Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Giáp thân, Giáp Tuất, Bính thân, Mậu thân, rồi Canh thân, Nhâm thân, Đinh dậu, Kỷ dậu, Tân dậu, rồi Đinh sửu, Kỷ sửu, rồi Tân sửu. Thứ tư là tuổi Tân Tỵ sinh năm 41 và 2001, thì Tân khắc Ất hợp Bính, Tân khắc Đinh Ất và hợp với Bính. Những tuổi hợp đây là Giáp thân, Bính thân, Mậu thân, Canh thân, Nhâm thân, Kỷ dậu, Tân dậu, Quý dậu, Kỷ sửu, Tân sửu và Quý sửu. Thứ năm là tuổi Quý Tỵ sinh năm 53 và 2013, Quý khắc Kỷ, Đinh và hợp với Mậu. Những tuổi hợp đây là Mậu Tý, Mậu Dần, Mậu Thìn, Mậu Ngọ, Mậu Thân, Mậu Tuất, Giáp thân, Bính thân, Canh thân, Nhâm thân, Ất dậu, Tân dậu, Quý dậu, Ất sửu, Tân sửu, Quý sửu. Vâng, quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây thì quý anh chị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về những cái tuổi hợp đối với người tuổi Tỵ để xông đất trong năm mới 2020 này. Và mong rằng thì qua cái video này các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến xông đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.